ôi trời. Cậu lấy bằng lái xe bao nhiêu lâu rồi hả? Như thế này mà cũng đâm được vào, ôi trời anh ơi. Em ngồi trong xe thế này cũng không phán đoán được khoảng cách từ đầu xe đến lề đường. Điều này rất khó. Hôm nay anh sẽ dạy cho chú một chiêu, giúp chú ngồi trong xe cũng có thể nắm bắt được tình huống bên ngoài. Đầu tiên, khi đỗ xe, đằng trước đầu xe là lề đường, nhìn vào gương chiếu hậu. Khi cạnh dưới của gương chiếu hậu và cạnh bên dưới lề đường chụp nhau, hãy đạp phanh dừng xe ngay lập tức. Lúc này khoảng cách giữa đầu xe và lề đường là 30 cm. Thứ hai, khi lùi xe, đằng sau là lề đường, hãy quan sát được kính chiếu hậu tay nắm cửa trước. Khi tay nắm cửa và lề đường chụp nhau, hãy đạp phanh dừng xe. Lúc này khoảng cách giữa lùi xe và lề đường là 30 cm. Thứ ba, khi đất xe đỗ vào lề đường, hãy nhìn vào cần gạt nước, sau đó từ từ bẻ tay lái. Khi nhìn thấy đầu của cần gạt nước trùng khớp với bậc lề đường, thì xoay vô lăng về hướng chính diện. Lúc này khoảng cách giữa xe và lề đường là 30 cm. Thứ tư, cách phán đoán khoảng cách với xe phía trước. Khi không nhìn thấy phần bên dưới của hộp bảo hiểm của xe phía trước, hãy đạp phanh ngay lập tức. Khi đó khoảng cách giữa hai xe chỉ có 1 mét. Thứ năm, phán đoán khoảng cách với xe phía trước. Nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, khi chỉ nhìn thấy kính chắn gió của xe phía sau, thì hãy đạp phanh dừng xe. Lúc này khoảng cách giữa hai xe là 50 cm. Khi lái xe ra khỏi đời đầu xe, quan sát khi vai của bạn cao đã vượt lên phía sau xe bên cạnh. Lúc này bạn có thể quay vô lăng chuyển hướng và không đâm xe của mình va vào xe bên cạnh. Bạn đã học được chưa? Hãy theo dõi tôi để biết thêm nhiều kiến thức về xe ô tô hơn nhé.